Tôi sống ở đây là hơn 40 năm rồi. Dòng sông này ngày xưa rất là sạch sẽ, không khí rất là trong lành. Từ lúc ông thức, ông dọn về đây, ông mở trang trại là dòng sông này nó ô nhiễm, không khí lúc nào nó cũng nồng nặng hết trơn á. Là do ông xả trực tiếp nước thải không qua xử lý ra dòng sông này nè. Bà con ở đây ai cũng bức xúc hết trơn á. Ở đây an ninh tốt lắm, không thể nào có chuyện đó được. Thằng Nam chỉ là đi đêm rồi trượt chân té xuống sông thôi. Tôi nói cho anh hay, con trai tôi chết là vì cái sông nó quá ô nhiễm. Anh đừng có mà diện cớ khác để mà chạy tội cho lão già đó. Ông dẹp bỏ chạy heo á, tụi tôi á phá nát chạy heo á. Con muốn mày muốn chạy hả? Mày phải làm mày.